Chào anh em. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ nói về chiến thuật trong bóng đá futsal mà từng vị trí trên sân thi đấu có những ai và cụ thể là bóng đá futsal 5 người. Thì bóng đá futsal 5 người là thể loại bóng đá đá trong nhà, sàn gỗ hoặc là sàn nhựa. Nhưng mà phổ biến Việt Nam thì nhất là ở miền Nam mình đá rất là nhiều, nhưng mà đa số mọi người đá là cỏ nhân tạo 5 người. Thì bóng đá 5 người cỏ nhân tạo đó với lại bóng đá 5 người futsal thì nó cũng tương đồng nhau về chiến thuật và cái phương pháp và cái cách thi đấu thôi. Và đội tuyển futsal Việt Nam sắp đi FIFA World Cup dành cho futsal tại Colombia thì những cái đợt như thế này mình nghĩ là mấy anh em sẽ rất là thích, sẽ càng thích cái bộ môn bóng đá futsal nhiều hơn, vì đây là lần thứ hai bóng đá Việt Nam, futsal Việt Nam đi World Cup rồi. Với lại những cái anh em trên kênh YouTube của mình thì có vẻ rất là thích xem bóng đá 5 người, nên thành ra hôm nay mình sẽ làm clip liên quan đến bóng đá 5 người và cụ thể là chiến thuật. Nhà không đá banh được thì làm gì vậy? Nghiên cứu chiến thuật, tìm hiểu về chiến thuật, chia sẻ cho anh em cùng biết, cho vui. Thời điểm này là cải thiện tư duy. Đúng rồi, tư duy bóng đá cho 5 người nha. Bóng đá 5 người, mình nói ở đây nha, là 5 người. Cả bóng đá futsal, cả bóng đá cỏ nhân tạo 5 người đều ok hết. Thôi không lan man nữa, giờ mình sẽ vào luôn vấn đề của video clip ngày hôm nay luôn. Đó là ba sơ đồ đội hình trong bóng đá futsal 5 người. Đây là một cái sa bàn chiến thuật trong bóng đá futsal 5 người. Thì cái sa bàn này mình được tặng và cũng lâu rồi. Thì trên thị trường thì không còn bán cái sa bàn giống như thế này nữa, nhưng mà vẫn còn bán những cái loại sa bàn khác. Anh em nào muốn sở hữu một cái sa bàn giống thế này có thể mua dưới phần mô tả. Mình có để link một cái tương tự giống thế này dưới phần mô tả nha. Còn anh em nào muốn mua trực tiếp từ mình thì Restyle Soccer thì có thể inbox cho fanpage của TF Sport để có thể được tư vấn và hướng dẫn mua. Thì tùy vào cái ý đồ chiến thuật của mình lúc đó như thế nào thì mình sẽ chọn một cái đội hình sơ đồ chiến thuật phù hợp. Rồi tùy vào đối thủ là ai thì mình chọn ra một cái sơ đồ chiến thuật phù hợp. Chẳng hạn như đội bạn mạnh quá thì mình phải chọn đội hình thiên về phòng ngự phản công. Còn tùy vào sở trường của từng cầu thủ mà mình có thì mình cũng sẽ chọn được một cái đội hình phù hợp luôn. Ok, giờ thì mình cùng bắt đầu bằng việc là xác định vị trí của từng cầu thủ trên sân. Thì đặc trưng trong bóng đá futsal đó là di chuyển liên tục khắp các mặt sân, nên nhiều người lầm tưởng là không có vị trí cố định. Thực ra thì trong futsal thì vẫn có một số cái vị trí cố định tính từ lúc mà thủ môn ném bóng ra. Thì cái vị trí ban đầu của cầu thủ đó đứng ở đâu thì đó là vị trí sở trường. Thì vị trí trên sân đầu tiên thủ môn. Thôi cái này chắc mình không cần nói nhiều nữa ha. Bỏ qua. Rồi. Fiso là cầu thủ đá thấp nhất trong đội. Có nhiệm vụ là phân phối bóng, chuyền bóng hay gọi là chia bài và hỗ trợ tấn công, đưa ra những cái đường bóng để phát động tấn công. Và ngoài ra thì bạn phải là người chịu trách nhiệm phòng ngự những đợt tấn công phía trên, bạn phải là người bọc lót cho tất cả những cầu thủ phía trên. Vị trí 2 là ala, là các cầu thủ chạy cánh. Nhiệm vụ của các cầu thủ này là đi hai dọc biên, lên xuống như thế này. Và khả năng nhiều nhất là tốc độ và qua người 1-1. Những cầu thủ ala thường phải có những cái đặc điểm như vậy. Rồi, vị trí thứ 3 đó là pivot, tiền đạo đá trên cùng. Nhiệm vụ của bạn này phải thực sự là có một khả năng tì đè rất là tốt và sát thủ trong việc ghi bàn, dứt điểm và tì đè trả về tuyến 2. Khả năng phòng ngự có thể là không nhiều nhưng mà cũng sẽ có thể hỗ trợ được cho tuyến dưới. Đó. Rồi, chúng ta có thể thấy nha. Thủ môn, Piso, Ala, Pivot. Thì cứ đá trên cao thì là Pivot. Cứ đá thấp nhất là Piso. Đá hai cánh là Ala. Ok. Rồi, giờ thì vô đội đầu tiên nha. Đội hình 2-2. 2 ở dưới và 2 ở trên. Theo sơ đồ như thế này. Thì em có thể thấy rõ. Thì ở Việt Nam thì không phổ biến đội hình này. Nghe nói là tuyệt chủng luôn rồi. Một số anh huấn luyện viên nói mình là tuyệt chủng rồi. Nhưng mà theo mình tìm hiểu và mình đã học qua những lớp về huấn luyện viên á, thì thầy mình nói là ở các nước Tây Á, điển hình là Iran,
vẫn còn sử dụng đội hình 22 này, vì đội hình 22 này yêu cầu cầu thủ phải có kỹ thuật cá nhân cực kỳ tốt, vì khoảng cách đội hình khá xa. Đường chuyền nếu như mà xa như thế này bị các cầu thủ đội bạn che chắn bọc lót hết như thế này, trong thế bí như thế này, thì các cầu thủ ba cầu thủ này không thể hỗ trợ được cho họ, thì bản thân họ phải có khả năng qua người cực kỳ tốt trong từng vai trò luôn. Bên này cũng vậy, bên này cũng vậy, và không được để mất banh, tại vì ở vị trí đây mất banh là thua, hoặc là ở vị trí trên này bị số 15 này cướp banh là 3 đánh 2, khả năng thua rất là cao luôn. Đấy, thì đòi hỏi là từng cầu thủ trong sơ đồ 22 này kỹ thuật phải cực kỳ tốt. Đội hình thứ hai, một đội hình mà rất phổ biến tại bóng đá Việt Nam bây giờ luôn, đội hình 3-1, pivot trên cùng, Phi-so dưới cùng, hai ala là... Đây, đội hình này rất là phổ biến luôn và rất là dễ chơi nữa, cực kỳ đơn giản chơi, lúc nào ở dưới cũng có ba người, dù pivot này ở trên mất bóng thì 4 đánh 3 chưa chắc là đối phương sẽ ăn bàn được, nên thành ra chỉ cần ba người là có thể phòng ngự rất là tốt. Cự ly đội hình của ba cầu thủ dưới cùng cũng rất là gần nhau, và pivot ở trên thì độc lập tác chiến. Thì trong cái thế 3 với 3 này thì cự ly này gần, thì cầu thủ này sẽ dễ dàng hỗ trợ nhau trong việc chuyền bóng và di chuyển. Đó. Thì đội hình 3-1 này thiên hướng sẽ là phòng ngự phản công. Cái đội hình 3-1 này đòi hỏi là phải có một pivot cực kỳ tốt, tại tấn công có một mình anh ấy. Đưa bóng lên phải giữ bóng cực kỳ tốt và phân phối bóng cho hai ala ghi bàn. Có vài bài đây luôn ha, pivot phải cực kỳ tốt nè. Lách ra. Hậu vệ theo thì đây trống nè. Pivot này sẽ hỗ trợ nè, trong việc kéo lôi kéo về nè. Đây. Đúng không? Rồi. Rồi pivot phải cực kỳ tốt nè. Đưa qua. Pivot lách qua. Đá lên là phải đè được số 14 nè. 15 lên. Nhả qua. Đuôi về, đuôi về, đuôi về. Đây là hỗ trợ tấn công. Không có pivot tốt thì sẽ khó triển khai tấn công mà chỉ toàn là phòng ngự thôi. Chẳng hạn không pivot tốt, đưa bóng lên, pivot mất banh thì ba cầu thủ này phải lo phòng ngự. Nếu như mà cứ tình thế pivot mà không tốt hoài á thì sẽ cả đội sẽ lâm trong tình trạng là phòng ngự hoài luôn, không tấn công được. Đội hình thứ ba là sơ đồ đội hình 4-0. Bốn cầu thủ sẽ đứng ngang nhau như thế này. 4-0. Cái hay của đội hình này á là luôn luôn có bốn phòng ngự ở nhà, nên khả năng đội bạn có thể cướp được bóng rất là khó, và khi mà có bốn cầu thủ ở nhà như thế này thì đồng đội sẽ có rất nhiều đường chuyền để phân phối bóng. Khi này nhận bóng sẽ có ba đường chuyền, ba đường chuyền, và khả năng thoát pressing cực kỳ cao. Chẳng hạn như các cầu thủ đội bạn đang pressing tầm cao, thì khi mà pressing tầm cao như thế này, nếu như mà bốn cầu thủ này hoạt động tốt thì sẽ dễ làm rối loạn đội hình đội bạn trong vấn đề pressing. Và khi mà đội hình đội bạn đã bị rối loạn thì một người thoát được thì sẽ tạo một đường chọt khe lên trên, dễ dàng đối mặt với thủ môn. Và ngược lại vậy thôi. Nếu như phối hợp với nhau không tốt, mất banh sẽ rất là dễ thua trong tình trạng mà rất là gần thủ môn như thế này. Đội bạn pressing cao mà mất banh ngay đây thì dứt điểm là thua ngay. Đòi hỏi là phải có sự hiểu ý và hỗ trợ nhau cực kỳ tốt luôn để thoát pressing. Chỉ cần bốn cầu thủ đồng đều có thể phân phối bóng và hiểu ý nhau là có thể là tổ chức phản công chớp nhoáng và dễ dàng đánh bại được cái hàng phòng ngự của đội bạn khi mà đội bạn đang bị rối loạn. Khi mà đá 4-0 chỉ dành cho đang bị pressing mà thôi. Chẳng hạn như đội bạn lên pressing, mình đang gác một hai trái ở đó, đội bạn buộc phải dâng cao cướp banh để gỡ hòa thì mới sử dụng đội hình 4-0 được thôi. Còn nếu như đội bạn đang dẫn trước mình co cụm phòng ngự thì chúng ta sẽ khó có thể sử dụng đội hình 4-0 trong trường hợp này lắm. Rất là khó xoay, khó sẽ chuyển trong phạm vi hẹp này. Nó chỉ dành cho nửa sân khi phòng ngự thôi. Ở Việt Nam mình thì 4-0 cũng ít. Nhưng ở thành phố mình thì chỉ có đội chuyên nghiệp mới đá 4-0 nhiều thôi, chứ còn mà đội nghiệp dư thì vẫn xài đội hình 3-1. Ở đội tuyển Việt Nam thì mình xem thì cũng tùy vào tổ đấu nữa. Chẳng hạn tổ đấu đó có pivot tốt thì sẽ đá 3-1.
Tổ đấu đó mà cả không có pivot thì sẽ đá 4-0. Tổ đấu đó mà có ala tốt thì cũng sẽ đá 3-1. Hai ala cực kỳ tốt thì sẽ đá 3-1. Hoặc là mình đang dẫn bàn, mình sẽ đội bạn sẽ tấn công như thế này thì mình sẽ sử dụng 4-0. Pressing tầm cao mình sẽ sử dụng 4-0. Còn nếu mình đang bị dẫn bàn, bắt buộc mình phải lên tấn công, mình sẽ quay lại sử dụng 3-1 tiếp hoặc sử dụng sơ đồ 2-2. Trường hợp là cuối giờ thì có thêm một cái đội hình nữa, sơ đồ chiến thuật nữa, đó là power play 5 cầu. Nhưng mà mình sẽ không đưa 5 cầu vào đây, tại vì đây là đội hình tức thời thôi, chỉ dành cho còn gọi là gì, còn nước còn tát, cố gắng gỡ hòa trong thời gian cuối trận. Thường là cái này diễn ra vào cuối trận khi mà thua 1-0 hay 2-0 thì hay 3-0 hay 5-0 cũng như nhau thôi, nên là sẽ phải dâng lên đá 5 cầu là power play như thế này. Nhưng mà mình không nói nhiều về power play ở đây, mình sẽ nói đến mình chỉ nói đến sơ đồ chiến thuật của bốn cầu thủ thôi. Vậy là xong những sơ đồ chiến thuật trong bóng đá futsal 5 người. Thì anh em có ý kiến nào khác có thể comment phía dưới cho mình biết với nha. Và sẽ còn rất là nhiều video clip về chiến thuật như thế này trong thời gian sắp tới. Mọi người nhớ đón xem trên kênh của Thiên Tài Soccer nha. Và như lệ đừng quên ấn like, đăng ký kênh để đón chờ các clip từ thời gian sắp tới. Mình là Phạm Trọng Thi. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.